Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kèo TG. Ở tập trước, Dược Lá đã phục sinh trở lại, quyết chiến với cửu đại thiên tôn và bát đại thiên tôn. Chúng ta sang tới nội dung của đột phá thương khung phần 6 tập 46. Bề mặt băng cầu vằn vẹo rồi nổ tung dưới âm thanh của Dược Lão, tạo ra một cơn bão năng lượng nhanh chóng thăn biến. Người xem ngạc nhiên trước sức mạnh của Dược Lão, người đã đến cảnh sở bán thánh, vượt xa cấp độ đồ tôn. Cửu thiên tôn và bát thiên tôn bị phản phệ, chịu tổn thương nghiêm trọng. Cả hai cố gắng rút lui thế nhưng bị Dược Lão tấn công, khiến họ bị thương nặng hơn. Mặc dù bị Dược Lão đánh bại, họ vẫn tuyên bố hồn điện sẽ không từ bỏ ý định. Dược Lão giờ đây với danh hiệu Dược Thánh Dược Trần đã đạt đến đỉnh cao mới. Dược Lão quan sát Tình Vân Các sau trận chiến, nhận thấy thương vong lớn. Ông và Tiêu Viêm trò chuyện với Dược Lão, bày tỏ cảm kích vì Tiêu Viêm đã giúp ông đạt tới cảnh giới bán thánh. Phong Tôn giả đến chúc mừng và đề xuất tận dụng danh tiếng của Dược Lão để củng cố Tình Vân Các, thu hút các cường giả gia nhập. Sau khi hồn điện rút lui, tin tức về Dược Lão lan truyền, khiến nhiều thế lực và cường giả tới kết giao. Trong khi đó, Tiêu Viêm tập trung tu luyện để tăng cường thực lực, không tham gia vào các hoạt động xa giao. Tiêu Viêm định trả lại chiếc nhẫn cho Dược Lão, người đã phục sinh mạnh mẽ. Dược Lão nhận lại chiếc nhẫn và nhắc đến việc Tiêu Viêm đã nắm vững được kiến thức lưu trữ trong đó. Dược Lão quyết định trao lại cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm. Dù Tiêu Viêm từ chối vì biết giá trị của nó với một luyện dược sư, Dược Lão kiên quyết và xóa dấu ấn linh hồn của mình khỏi ngọn lửa, khiến Tiêu Viêm xúc động. Cuối cùng thì Tiêu Viêm gieo thành công ấn ký linh hồn của mình vào ngọn lửa. Dược Lão hứa sẽ giúp Tiêu Viêm thu thập thông tin về tinh linh yêu hỏa và nhắc nhở rằng có người quen, Nạp Lan Yên Nhiên đang tìm gặp Tiêu Viêm. Trong phòng khách, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi chờ trong trạng thái hồi hộp, cô mang bộ đồ màu xanh nhạt, thế nhưng trông có vẻ tiều tụy hơn trước. Khi mà Tiêu Viêm bước vào, cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp, nhận ra khoảng cách giữa họ đã lớn hơn rất nhiều. Dù cảm thấy khổ sở, cô vẫn giữ bình tĩnh và trao đổi với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hỏi về lý do Nạp Lan Yên Nhiên đến tìm mình, và cô tiết lộ muốn nhờ anh giúp đỡ lão sư của mình. Tiêu Viêm đồng ý nghe câu chuyện và nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa họ. Nạp Lan Yên Nhiên kể rằng sau khi rời đế quốc Sa Mã, cô và lão sư đã gia nhập Hoa Tông, một tông môn chỉ thu nạp nữ nhân. Tuy nhiên, trong một thời gian, họ gặp phải rắc rối khi mà lão sư phát hiện ra một sơn động có chứa một lão bà tê liệt hai chân. Tiêu Viêm nghe Nạp Lan Yên Nhiên kể về chuyện lão sư vân vân gặp một lão bà kỳ lạ tên là Hoa bà, sau khi bị tấn công và bị thương bởi Hoa bà, Vân Vận vẫn kiên nhẫn chăm sóc bà ta suốt 2 năm, khiến Hoa bà cuối cùng cảm động và ở lại với hai người. Tuy nhiên, khi mà Hoa bà qua đời, bà đã phong ấn toàn bộ đấu khí của mình vào cơ thể của Vân Vận và trao cho cô Ngọc Bài Tông Chủ Hoa Tông. Nửa năm trước, quyền tông chủ hiện tại của Hoa Tông yêu cầu Vân Vận giao Ngọc Bài và toàn bộ đồ khí của Hoa bà. Vân Vận đồng ý giao Ngọc Bài, thế nhưng từ chối giao đồ khí vì điều đó có thể hại mạng của cô. Quyền tông chủ và yêu hoa tà quân, một đấu tôn lục tinh, đe dọa và thách đấu với Vân Vận theo quy định của tông môn, cho phép cả hai cùng tấn công. Vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đến tìm Tiêu Viêm cầu cứu. Tiêu Viêm lo lắng và tức giận về tình thế nguy hiểm mà Vân Vận đang đối mặt, đồng ý giúp đỡ trong cuộc tỉ thí diễn ra trong nửa tháng tới. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên kể về tình hình, Tiêu Viêm nhận thấy thời gian gấp rút vì cần mất 10 ngày để đến Hoa Tông. Anh lo lắng về sự mạnh mẽ và sự chống đối của các cường giả trong Hoa Tông. Thế nhưng Nạp Lan Yên Nhiên trấn an rằng chỉ có quyền tông chủ mới gây khó dễ. Dược Lão xuất hiện chia sẻ về quá khứ của Hoa bà và xác nhận rằng bà ta từng là một cường giả nổi tiếng mà ông biết. Dược Lão cung cấp cho Tiêu Viêm một ngọc giản không gian để gọi ông trong tình huống khẩn cấp, đồng thời khuyến khích Tiêu Viêm và Thành Lân đi giải cứu Vân Vân, trong khi ông ở lại giúp Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Ưu Tiên nâng cao thực lực. Tiêu Viêm vui mừng khi mà có sự giúp đỡ của Dược Lão, điều này sẽ giúp Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục lại đỉnh phong và tối đa hóa lực lượng của ách năng độc thể của Tiểu Ưu Tiên. Dược Lão khuyên Tiêu Viêm giúp Vân Vân trở thành tông chủ Hoa Tông để tăng cường liên minh. Tiêu Viêm cùng với Thành Lân và Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng lên đường đến Hoa Tông. Trong chuyến đi, Tiêu Viêm tập trung dung hợp cốt linh lãnh hỏa vào cơ thể. Quá trình này tiến triển nhanh chóng do hắn đã từng kiểm soát nó. Cuối cùng thì Tiêu Viêm hoàn toàn luyện hóa được cốt linh lãnh hỏa, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của chính mình. Ngọn lửa màu trắng sữa trong mắt của Tiêu Viêm dần giảm đi, trở lại bình thường. Tiêu Viêm thở ra nhẹ nhõm vui mừng vì đã luyện hóa được cốt linh lãnh hỏa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, anh quyết định sẽ chờ giải quyết xong chuyện của Vân Vận rồi mới thôn phệ luyện hóa hoàn toàn. Tiêu Viêm yêu cầu Thanh Lân tăng tốc để nhanh chóng đến Hoa Tông. Sau 3 ngày, họ đến một dãy núi, nơi mà Lạp Lan Yên Nhiên sử dụng một vật hình cánh hoa để mở hình chướng không gian cho Hoa Tông. Tiến vào bên trong, họ thấy được một cảnh tượng đẹp như là tiên cảnh với biển hoa và năng lượng mạnh mẽ. Tiêu Viêm nhận ra đây chỉ là một loại trận pháp, còn Nạp Lan Yên Nhiên giải thích đó chính là đại trận ẩn tông của Hoa Tông, rất khó để ra ngoài nếu không có người dẫn đường. Khi mà một tiếng chuông nhỏ vang lên từ biển hoa, Nạp Lan Yên Nhiên thúc giục Tiêu Viêm và Thanh Lân đi theo cô để tránh lạc đường. Họ bay qua biển hoa đến một dãy núi hùng vĩ với nhiều đỉnh núi có đình đài và hoa đẹp, nơi mà diễn ra một cuộc tỷ thí. Tại quảng trường giữa trung tâm, một nữ tử mặc cấm bào và một nam tử đứng đối diện với nhau. Nữ tử này gọi Vân Vận hiện thân. Vân Vận, nữ tử có dung nhan tuyệt sắc và khí chất thanh nhã, xuất hiện và
thu hút mọi ánh mắt. Nữ tử cầm bào muốn Vân Vân sao đồ khí mà lão tông chủ để lại và quyết định cùng với nam tử Tà Dị chiến đấu với Vân Vân. Ngay lúc Vân Vân từ chối có bạn nữ hỗ trợ, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện và nắm lấy tay của nàng, giọng nói hài hước bảo rằng anh không đến muộn chứ. Trên quảng trường, mọi người kinh ngạc khi mà Tiêu Viêm xuất hiện và nắm tay của Vân Vân. Vân Vân ngạc nhiên thế nhưng nhanh chóng hiểu rằng Nam Lan Yên Nhiên đã báo tin cho Tiêu Viêm. Dù Vân Vân cố ý rút tay ra, Tiêu Viêm vẫn kiên quyết ở lại cùng giúp nàng. Nữ tử mặc áo cẩm bào và nam tử Tà Dị không hài lòng, họ thách thức Tiêu Viêm và Vân Vân tham gia thỉ thí, yêu cầu nếu thua Vân Vân phải giao đồ khí lão tông chủ truyền lại. Tiêu Viêm chấp nhận cuộc thỉ thí thế nhưng yêu cầu điều kiện công bằng hơn, không chỉ đơn giản là để Vân Vân rời khỏi Hoa Tông nếu thua. Tiêu Viêm khẳng định không chấp nhận điều kiện bất công và sẵn sàng đối đầu. Tiêu Viêm đối mặt với sự uy hiếp của nữ tử mặc cẩm bào từ Hoa Tông thế nhưng không sợ hãi mà tự tin đáp lại rằng Hoa Tông có thể tới Tinh Vân Các để đối giết. Khi mà nữ tử mặc cẩm bào biết rằng Tiêu Viêm là người của Tinh Vân Các và là đệ tử của Dược Trần, sắc mặt liền thay đổi. Tiêu Viêm truyền đạt thông điệp của sư phụ mình đến các lão tiền bối Hoa Tông, một trận tỉ thí được sắp xếp với điều kiện nếu như mà Tiêu Viêm thua, Vân Vân sẽ phải trả lại vị trí tông chủ. Tiêu Viêm tự tin đối mặt với hai đối thủ mạnh hơn mình, khiến không khí căng thẳng và chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Tiêu Viêm dùng tốc độ nhanh chóng tránh né đòn tấn công của Yêu Hoa Tà Quân và tạo ra một khối lỗi để đối phó. Yêu Hoa Tà Quân ra lệnh cho Hoa Cẩm đối phó với Vân Vân, trong khi hắn sẽ tự mình xử lý Tiêu Viêm. Hoa Cẩm tấn công Vân Vân thế nhưng bị một khối lưới mạnh mẽ chặn lại. Yêu Hoa Tà Quân tấn công Tiêu Viêm bằng lưỡi đao gió, thế nhưng Tiêu Viêm dễ dàng né tránh và quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tiêu Viêm thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nâng cao sức mạnh lên Đấu Tôn Tứ Tinh và triệu hồi ra bốn loại dị hỏa, khiến Yêu Hoa Tà Quân bị bất an. Yêu Hoa Tà Quân quyết định không để Tiêu Viêm có thêm thời gian thi triển chiêu thức và chuẩn bị tấn công mạnh mẽ hơn. Yêu Hoa Tà Quân tấn công Tiêu Viêm bằng những khe đen không gian, thế nhưng mà không trúng đích do Tiêu Viêm di chuyển nhanh và tạo ra tàng ảnh. Trong khi tránh né, Tiêu Viêm hợp nhất bốn loại dị hỏa và chuẩn bị thi triển ra Hủy Diệt Hỏa Liên. Sự chuẩn bị này làm Yêu Hoa Tà Quân hoảng sợ và thức giận, thế nhưng không thể nào ngăn cản được Tiêu Viêm. Các trưởng lão Hoa Tông nhận ra sức mạnh kinh khủng của chiêu thức này và lập tức bảo vệ quảng trường. Cuối cùng thì Yêu Hoa Tà Quân sử dụng hóa khí thiên địa để tạo ra một người khổng lồ bằng đấu khí và thách thức Tiêu Viêm xem ai sẽ mạnh hơn. Cự nhân khổng lồ được Yêu Hoa Tà Quân triệu hồi tấn công Tiêu Viêm với sức mạnh đáng sợ, gây ra cuồng phong và nứt vỡ không gian. Dù bị áp lực lớn từ cự nhân, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh và hoàn thành việc hợp nhất bốn loại dị hỏa để tạo ra Hủy Diệt Hỏa Liên. Trong khi Yêu Hoa Tà Quân dồn toàn lực điều khiển cự nhân tấn công, Tiêu Viêm phản công bằng hỏa liên. Cuối cùng thì khi hai lực lượng va chạm, một vụ nổ xảy ra khiến cho tiêu diệt cự nhân và khiến Yêu Hoa Tà Quân choáng váng, thân thể cự nhân tan biến trong hỏa diễm phong bão. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.